À, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio Ngày hôm nay thì em Tâm mới có thời gian để dành Để quay chụp tại cơ sở 1 ở Long Biên Để gửi tới các bác những cái sản phẩm đầu DAC đang có hàng, đang sẵn hàng Trong thời gian vừa qua thì bên em về rất là nhiều những cái mẫu đầu DAC cũng như CD kèm giải mã và cái số lượng máy tại cửa hàng thì cũng sẽ thay đổi và luân chuyển liên tục do cũng được các anh ở trên toàn quốc ủng gần xa ủng hộ. Và ngày hôm nay thì cũng đã là một cái thời gian rất là lâu rồi. Thanh Tâm Audio không có tổng hợp những cái mẫu đầu giải mã mà đang có sẵn hàng tại cửa hàng để các anh có thể nắm bắt và tham khảo. Thì trước khi đi vào cái câu chuyện từng cái model 1 mode, mức giá cũng như tính năng thì em xin chia sẻ với các bác một chút về cái À, quy trình bán hàng của Thanh Tâm. Tại vì bên em đang gặp một à, anh khách ở trong uh, Sài Gòn và cũng có đang thắc mắc về cái quy trình của Thanh Tâm. Có nghĩa là bên em sẽ bán cho các bác tất cả các hệ thống dàn mini cũng như đầu giải mã với cái hình thức là ship code. Ship code thì bên em sẽ không bắt các bác phải cọc uh, 10% cái giá trị sản phẩm mà bên em chỉ cần các bác cọc 500 hoặc 1 triệu là bên em sẽ đi hàng. Cái tiền 500 và 1 triệu này là cái tiền rủi ro bảo hiểm để có khi nào các bác sẽ thay đổi ý định các bác không mua nữa và các bác đổi ý các bác không mua nữa, các bác không nhận hàng nữa thì cái tiền này coi như là cái tiền phát sinh cái cước quay về. Các bác rất là thông cảm cho cái quy chế này tại vì đối với cái mặt hàng đặc thù đó là đồ điện tử. Khi mà ship đi xa bên em rất là ngại ship quay về. Các bác phải hiểu là ví dụ như những cái mặt hàng thời trang, quần áo thì nó là vải vóc các bác có thể quang quật thoải mái và không lo cái vấn đề bị hỏng hóc gì cả nhưng mà đồ điện tử thì cái tỷ lệ rủi ro rất là cao vì thế cho nên bên em rất là ngại cái câu chuyện đó là đặt cọc nhưng lại không nhận hàng vì thế cho nên là thanh tâm auto luôn luôn cốt và với 5 năm hoạt động trên thị trường thì các bác có thể tìm hiểu kỹ về thanh tâm bên em chưa lừa đảo bất kỳ một hành khách nào một khách hàng nào cũng như là chặn tiền cọc của bác hoặc lừa tiền cọc của bác bất kỳ một khách hàng nào các bác nhé Tiền cọc chỉ là cái vấn đề bảo hiểm cho cái giá trị hàng hóa của em khi mà các bác không nhận hàng nữa. Rồi, đấy là cái uh, một cái vấn đề thứ nhất mà em muốn chia sẻ với mọi người về quy cách bán hàng của Thanh Tâm. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là bên em đang ship code qua đơn vị GNT. Và GNT thì GNT Express các bác nhé Và đơn vị này thì sẽ không nhận ship code với cái giá trị sản phẩm trên 30 triệu Có nghĩa là họ sẽ không thu hộ với số tiền trên 30 triệu Vì thế cho nên nếu mà bên em có buôn bán những cái sản phẩm Mà trên mức giá mà các bác phải thanh toán tại nhà 30 triệu Thì các bác cũng vui lòng à, thông cảm cho bên em Và thanh toán giúp bên em cái phần trừa ra của 30 triệu đó Ví dụ như con máy 40 triệu thì các bác có thể thanh toán trước cho bên em 10 triệu Và phần còn lại các bác thanh toán tại nhà Đấy là cái câu chuyện gửi cốt Còn nếu mà các bác nào vẫn thanh toán đầy đủ Vẫn ưu ái thanh tâm, vẫn thanh toán đầy đủ Thì bên em sẽ bao phí ship cho các bác luôn Tại sao là bên em lại bao phí ship khi thanh toán đầy đủ Tại vì là cái tiền thu hộ bên bưu điện vẫn thu phí của bên em Và khi em không phải mất tiền thu tiền Cái phí tiền thu hộ Thì em có thể thanh toán cước cho bác Bằng cái phụ phí đó Các bác hình dung cái câu chuyện như nhỉ Bây giờ đang, em đang có một khách là rất là phân vân Cái câu chuyện đó là cọc cho anh nhiều như thế thì anh có gửi máy cho tôi hay không đấy là cái câu chuyện mà khách đang phân vân như thế thì thực tế là cũng chia sẻ với bác khách đấy luôn em bán hàng đi khắp các tỉnh thành trên toàn quốc chưa một khách hàng nào phàn nàn về cái tình trạng đó là không gửi đúng hàng hoặc là lừa đảo và thậm chí thanh tâm audio còn cam kết với các bác đó là khi mà em gửi cho các bác mà hàng bị cấn móc không đúng với cam kết hình ảnh ban đầu bên em sẽ có cái trách nhiệm trả lại tiền cho các bác hoặc là sẽ bù thẳng vào sản phẩm nếu mà chúng ta có thể thương thảo được còn cái phương án của Thanh Tâm vẫn là hoàn lại tiền hoặc đổi máy khác nếu có sẵn. Vì thế cho nên các bác hoàn toàn có thể yên tâm các bác nhá. Còn cái câu chuyện ở đây mà bác khách muốn đưa ra đó là bên em gửi máy vào, các bác nhận được máy, các bác chuyển khoản cho bên em thì bên em sẽ không giao dịch theo phương thức đấy. Và tất cả các bên đơn vị bán hàng online không ai bán hàng theo phương thức đấy các bác nhá. Phương thức đấy là không ai bán hàng cả. Phương thức bán hàng cho khách lẻ mà bọn em gửi hàng cho các bác, các bác kiểm tra nhận hàng xong các bác chuyển khoản thực cho bọn em thì cái đấy là bọn em không áp dụng được bắt buộc phải có người thu hộ đó là cái một vài cái vấn đề ngoài lề khi mà em ship đi xa tại vì đợt này em thấy có một vài khách hàng ở trong nam vẫn đang khi mà muốn ủng hộ thanh tâm nhưng vẫn đang lấn cấn về vấn đề ship thì em muốn chia sẻ và giải đáp luôn và chắc chắn rằng sau khi xem clip này cũng đã có rất nhiều khách hàng mua hàng thành công bên em sẽ sẽ sẽ, sẽ đồng tình với quan điểm cũng như là sẽ ủng hộ thanh tâm với cách làm việc hiện tại bây giờ Bên em cũng không bắt các bác phải chuyển khoản 100% đâu Nếu mà các bác chuyển khoản đủ thì bên em bao cước Còn các bác cũng có thể ship code theo cái uh, quy định của bên em đưa ra Rồi uh, chúng ta sẽ quay lại với nhóm sản phẩm là đầu CD kèm DAC giải mã ngày hôm nay Thì ngày hôm nay em uh, mới dành thời gian để em uh, phân loại ra tất cả các sản phẩm Nó về cái kệ chính thức ở giữa cái cửa hàng của Thanh Tâm ở Long Biên và em phân loại cho gần như là mỗi một thương hiệu một ô để chúng ta có thể dễ nắm bắt và cái thực đơn ngày hôm nay của chúng ta sẽ có mazang pioneer luxman onkyo sony và Đơn ông cũng như là TX và sanyo xin mời các bác đi từng model một mode. và bây giờ chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới và từ bên trái qua bên phải các bác nhá ở bên này thì chúng ta hiện tại các bác đang nhìn thấy em đang bày biện ở đây là ba mẫu máy của dòng thương hiệu Pioneer, Pioneer ở Việt Nam chúng ta gọi là Pioneer, đã. Pioneer, và chúng ta sẽ có ở đây là một chiếc máy Pioneer U05. Bản chất con này là một con DAC giải mã DSD rất là hay, nhưng cái tính năng thêm của nó mà sẽ khiến rất nhiều bác chơi tai nghe thích đó là tính năng Head Ampli. Tính năng tai nghe thì gần như con máy DAC nào cũng có, các bác nhìn thấy chưa? Con nào gần như nào cũng có, con nào đầu gấu một chút là có này Đều có hết, đây, Luxman cũng có này Nhưng mà để mà chuyên nghiệp như con U05 này Với ngõ vào của uh, balun này, ngõ vào của Neutric với chân Nip -Ride này Ngõ vào của Phone 6.3 ly ấy, Thì chỉ có con U05 của Pania thì có đầy đủ kết nối ấy thôi và con này nó ngoài bản chất là một con DAC ra thì nó còn là một con head ampli cực mạnh Và mức giá của thanh tâm audio là 13 triệu Tuy nhiên trong video này em sẽ siêu hợp cho các bác còn 11 triệu các bác nhé Chiếc máy này với mức giá là 11 triệu kèm khiển zin Pioneer UD05 Và con máy này thì cũng có đầy đủ các kết nối của cổng out như là RCA, 3 lần ngõ vào Optical, coaxial, USB DAC Đầy đủ hết các bác nhé trong video này thì cái khoảng cách từ máy tới tường nó rất là sát Vì thế em sẽ không quay được mặt sau Bác nào quan tâm thực tế duy bất kỳ một con máy nào trong video này Thì các bác có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm để bên em gửi cái clip chi tiết bộ đó cho các bác. Bên dưới đây em sẽ có một chiếc máy của Pioneer nữa đó là máy N70A. N70A này là một trong những con máy cao cấp của hãng gần như cao cấp nhất. Bên trên nó chỉ còn một phiên mạng nữa thôi, đó là 70AE. Và con 70A này thì sẽ đang có mức giá là 23 triệu kèm khiển zin đang có một mức giá rất là tốt các bác nhé. Giải mã DSD 5.6, hỗ trợ mạng để chơi AirPlay. USB ổ cứng, quang học, đồng trục máy tính Đầy đủ hết Con này là một trong những mẫu cũng cao cấp của Pioneer Chỉ thấp cấp hơn 70AE có wifi thôi Và cái mức giá của nó hiện tại trên Hiện tại mà Thanh Tâm Audio đang chào bán là 23 triệu các bạn nhé Khiển zin một mức giá tốt nhất đấy Ở đây thì em đang có hai con máy phía dưới Là hai cái đại diện cho cái dòng thấp số hơn Đó là dòng 50 và 50A 50 50A thì là cái phiên bản nâng cấp của em 50 này với cái màn hình lớn hơn các bác có thể nhìn thấy này. Khả năng giải mã lên tới file DSD cao hơn và USB ổ cứng mặt trước thì sẽ có cả thêm mặt sau. Còn về những cái tính năng như là AirPlay này, quang học đồng trục máy tính thì cũng đầy đủ hết. Cũng có kết nối mạng để các bác có thể truyền tải AirPlay Spotify. Con này thì sẽ giải mã DSD và con này thì không. N50, N50 bên em các bác có thể nhìn thấy này, hình thức về mặt trước mặt phay nhôm cũng rất là đẹp, nói chung là đẹp và xuất sắc đấy Nhưng mà cái núm bật tắt này, này nó hơi bị um, uh, hoen dỉ một chút Thì em đang bán ra với mức giá là 9 triệu kèm khiển zin mức giá cũng là siêu hợp đấy các bác nhá 9 triệu máy N50 này khiển din, một máy duy nhất cuối cùng thôi các bác nhá Các bác nào quan tâm tới dòng N50 thì có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm còn em N50A này ấy, thì cũng là hàng đẹp đây Nhưng mà ở bên cạnh đây nó hơi cấn nhẹ một chút này Hai vết cấn này Giá thị trường nó khoảng 16 triệu năm Nhưng mà thanh tâm audio đang sale cho các bác là 15 triệu Các bác nhé 15 triệu cũng kèm khiến zin Và ở đây chúng ta sẽ có bốn máy của đại diện Pioneer Với N50A là 15 triệu N50 là 9 triệu N70A là 23 triệu Và U05 là 11 triệu tất cả các sản phẩm Pioneer đang có hàng tại Thanh Tâm đã đều được giảm giá với cái mức giá tốt nhất, các bác nhá. Các bác xem nhiều video của Thanh Tâm thì sẽ biết là cái mức giá ngày hôm nay là mức giá giảm giá rất là nhiều rồi. Rồi sang bên cột bên giữa đây thì hai cột các bác nhá, ở bên giữa và bên tay phải ngoài cùng ấy thì là tất cả các đầu máy của Marang. Khi mà các bác nhìn vào thì các bác sẽ nhìn thấy ngay cái đặc trưng của Marang đó là ngôn ngữ thiết kế cánh buồm. Tại sao em lại phân thành hai ô cột như thế này? Tại vì bên này là các sản phẩm tầm trung và rẻ, còn bên này là sản phẩm cao cấp. Nhìn là biết ngay rồi, cao cấp thì sẽ lớn hơn. Ở đây chúng ta sẽ có hai con máy Mazang NA6005. 6005 các bác nhá. Hàng đẹp, xuất sắc, khiển zin, đầy đủ hết. Các bác có thể nhìn này. Nói chung là tất cả các hàng của Thanh Tâm chọn thì đều là hàng đẹp thôi. Còn khi các bác kết một em nào đó thì bên em cũng sẽ có hình ảnh thực tế cũng như clip để gửi qua Zalo các bác trước chứ không phải uh, nhìn uh, qua chung chung một cái video này đâu, các bác sẽ có cái đánh giá chi tiết hơn. Hai em máy uh, MAZON NA6005 với mức giá là 12 triệu các bác nhá, 12 triệu kèm khi khiển zin, một máy đẹp xuất sắc. Vậy con máy này sẽ cung cấp cho các bác cái khả năng chơi nhạc từ đâu? NA6005 thì sẽ có kết nối wifi và các bác sẽ giải mã tín hiệu từ USB mặt trước um, quang học từ sau và có cả Bluetooth các bác nhé Bluetooth với mức giá 12 triệu máy 605 có Bluetooth và có cả um, Wi-Fi để các bác có thể uh, cài app trên điện thoại hoặc là truyền tải uh, Apple Play hoặc là Spotify các bác nhé hai máy cực đẹp luôn các bác có thể nhìn thấy góc cạnh hai um, ma trang NA 6005 12 triệu thì sẽ được tặng kèm một USB 32 g và một cáp quang với độ dài 2 mét con này thì cái cái, cái, cái đặc trưng của nó là nó sẽ không có cái ngõ ra tín ngõ vào tín hiệu của quang học uhm, em xin nói các bác ngõ vào tín hiệu của đồng trục hay là máy tính nữa các bác nhé chỉ có duy nhất là tivi với đường optical thôi ở phía thấp hơn một chút thì các bác sẽ có chiếc uh, cd thần thánh của ma giang một trong những con cd được mệnh danh là cd thần thánh tại sao tại vì với cái con cd này thì các bác không phải mua cd hay là đầu giải mã nữa mà tất cả tích hợp trong một con máy này rồi và đặc trưng cái con 8006 ND này là nó là một con đầu CD cầm giải mã với cái tính năng network đầy đủ nhất từ trước đến giờ. Nói chung các bác chơi em này thì không thiếu một cái tính năng gì. Đang bán mới chính hãng 29 triệu. Thanh tâm audio bán hàng sách tay từ Nhật về đẹp xuất sắc đầy đủ phụ kiện. Mức giá là 24 triệu các bác nhá. CD này, USB ổ cứng này, Bluetooth này, Wi-Fi này, TV này, đồng trục này, máy tính này, Nói chung không thiếu một con cái tính năng gì trên con ND8006 này. Các bác nhá, 24 triệu thôi à. Mức giá tốt nhất và chỉ còn một máy duy nhất mới về cách uh, đây khoảng 3 4 hôm thì phải. Ngày nay em đưa lên thanh tâm để tổng hợp luôn cho các bác đây. bắt đầu mà thích Mazda ND8006 thì quất ngay em này, cực mới, cực đẹp luôn các bác nhá. 24 triệu à. Bình thường thì giá thị trường đang khoảng 25 triệu nhưng ngày hôm nay em để cho các bác 24 triệu và ở bên dưới đây thì em đang có hai chiếc máy Mazang na 7004, 7004 thì nó là cái phận khúc đối thủ của N50 của Pioneer đây. 7004 ngày hôm nay uh, hiện hữu tại shop thì đang có hai màu sắc đó là màu vàng đồng và màu đen các bạn nhé. và hai màu sắc này thì nó chỉ khác nhau về màu thôi. bác nào uh, sử dụng ampli màu nào thì có thể chọn màu đấy cho nó phù hợp. hai con máy này em đang bán với mức giá là 11 triệu thì sẽ có bộ thu Bluetooth Còn các bác không lấy bộ thu Bluetooth Em để cho các bác mức giá là 10 triệu các bác nhé 10 triệu Có bộ thu Không có bộ thu Bluetooth và 11 triệu thì sẽ có Đầy đủ khiển zin hết Con này thì sẽ chơi nhạc từ USB này Quang học đồng trục máy tính Và ngoài ra nếu mà các bác mua mức giá Cao hơn thì sẽ có bộ thu Bluetooth gắn ngoài Con này là đời sâu hơn Con Mazang N A6005 à, kia vì thế cho nên cái Bluetooth của nó chưa được tích hợp bên trong máy và nó cũng chưa có Wi-Fi chỉ có 8006 và 6005 là có kết nối Wi-Fi thôi các bác nhá em này thì cứ tính bộ không bộ thua Bluetooth là 10 triệu đi cho nó dễ các bác nhá 10 triệu N50 thì đang được giảm giá mức giá 9 triệu do cái núm vặn nó không được đẹp cho lắm cái nút bật tắt nó không được đẹp cho lắm sang bên ngoài cùng bên tay phải thì chúng ta sẽ có ba đại diện cao cấp của nó răng Phía trên cùng đây là chiếc NA11S1 phiên bản đẹp xuất sắc các bạn nha. Thực tế thì bác khách đang đặt cọc của bên em có đang lấn cấn và phân vân về cái hình thức của chiếc máy này. Là đang muốn mua một con thùng xốp cho nó gọi là bác hơi kỹ tính một chút. Ở thực tế thì thanh tâm auto đánh giá là con này nhiều khi nó còn đẹp hơn những con có thùng xốp. Các nhé, tại vì nó không có một vết cấn, vết xước gì Nhưng mà nhiều con có thùng xốp về lại có vết cấn, vết xước Các bác thực tế là con máy này Nếu mà các bác chơi Mahjong 11S1 Con này mà không mua được thì các bác sẽ không mua được con nào đâu Đấy là thành Tâm Audio nhận định và đánh giá về con này Nó đẹp xuất sắc luôn ạ đẹp, đẹp xuất sắc luôn Con máy này với mức giá là 41 triệu Mẫu cao cấp nhất của răng Trong dòng Network Audio Player Và nó sẽ có USB, ổ cứng Đồng trục quang học và máy tính Xuất âm thì sẽ xuất 3 lần vào RCA Có cả cắm mạng LAN để chơi AirPlay và Spotify À mà có một cái vấn đề phát sinh ở trên con Mazang NA11S1 này Đó là bác khách của em ấy thì đang muốn mua lắm Nhưng mà lại phân vân về cái phụ kiện đi kèm con máy này Mà thấy thanh tâm audio hay quảng cáo Trong cùng những cái video mà những con khác về đó là cái đĩa Cái đĩa CD driver Thực tế thì cái driver này em cũng chia sẻ với các bác luôn Thực tế này em muốn chia sẻ thật với các bác luôn Chứ không có muốn dâu diếm gì cả Những cái phụ kiện như là dây AV này Và đĩa driver ấy Thì bên Nhật khi mà em mua về shop bên đấy Người ta gửi về như thế nào Thì em sẽ giao cho các bác như thế Còn bình thường nó có hay không Hai cái đó nó không quan trọng Kể cả em nói kể cả cái dây nguồn Dây nguồn quan trọng thì chúng ta có thể kể tới như là dòng Luxman Còn dây nguồn của những thương hiệu răng hoặc là Pioneer hoặc là Onkyo thì chúng ta có một cái dây cái chất lượng của nó cũng tạm ổn thôi còn các bác muốn ngon thì các bác đầu tư thêm đó là cái dây nguồn nhưng cái phụ kiện rất là quan trọng khi mà các bác mua một sản phẩm cũ ấy mà nó nếu mà nó có thì bắt buộc các bác mua thì các bác nên kiếm đó là cái điều khiển zin cái điều khiển zin là cái rất là quan trọng ví dụ như em bán con máy này ra không có điều khiển ấy, thì giá nó lại khác các bác nhá còn có điều khiển thì mức giá chung rồi còn không có điều khiển chắc chắn nó phải rẻ hơn nhưng mà anh khách của em ở đây, bác khách của em ở đây lại phân vân và quan tâm tới tại sao anh không nhìn thấy cái đĩa driver của con máy này đâu. Thì thực tế thì đấy là do anh khách này cũng chắc là cũng chưa tìm hiểu sâu về cái cái, cái 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 tính năng của cái đĩa driver. Cái đĩa driver nó nó là một cái đĩa trắng và được chép cái 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 phần mềm để các bác có thể cài đặt. Khi mà các bác cắm con máy tính này, con máy này vào máy tính mà nó không nhận cổng kết nối thì các bác sẽ đưa cái đĩa đó vào cái ổ đọc của máy tính để các bác cóp cái phần mềm đấy ra máy tính để cài đặt cái driver để cho nó tương thích con này với máy tính và khi mà không có cái đĩa đó thì chúng ta vẫn cài bình thường tại vì là cái file cài đặt đó hãng người ta có để ở trên website của họ cũng như là em đã tải về máy tính rồi và cái đĩa driver đó ấy, nó sẽ phù hợp với cái Um, thị trường ngày xưa ấy mà cái laptop mà hay tích hợp cái ổ đọc đĩa hoặc là cái máy cây nó hay có ổ đọc đĩa ấy, thì chúng ta sẽ khai thác được nó tốt hơn bằng cách là tìm trên internet thì nó lâu hơn chứ không phải là cái đĩa đó nó chứa những cái bài hát của thương hiệu răng hay là nó thần thánh gì đó mà bắt buộc khi mà bán con máy giày này ra nó phải có đâu các bác nhá nó chỉ là một cái đĩa chứa cái file driver thôi Chứ nó không phải là một cái đĩa nhạc hay là một cái đĩa thần thánh gì Mà bắt buộc khi mua cái máy này các bác phải có cái đấy Còn không về là gần như các bác bị gọi là bị thiệt hoặc bị thiếu Thì em chia sẻ cũng với bác khách cũng như toàn thể các bác là như thế Nếu mà các bác mua về bị thiệt với bị thiếu ấy Ở đây thì có chăng là cái điều khiển ấy. Nếu mà các bác mua không có điều khiển thì giá nó lại khác hoàn toàn m 11S1 này với mức giá là 41 triệu các bác nhé hàng đẹp, cực kỳ đẹp xuất sắc luôn và em đang có một sẵn một máy cho các bác lựa chọn. Nếu mà các bác yêu thích chất âm của Marantz với trung âm dày dặn và yêu cầu của các bác phải chọn một con hàng cao cấp để chơi DAC thì 11S1 chính là chiếc máy này. Ở phía bên dưới của nó thì em đang có hai mẫu um, CD kèm DAC của Marantz. Hai mẫu này là hai mẫu cạnh tranh với Uh, mẫu CD DC của Đấn Ông với mã 1650 và mẫu của TX với mã 25XS. Đây là chiếc um, SA14S1 các bạn nhé, 14S1. Bản thân là một con CD chạy SA CD, Super Audio CD đã. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ USB cũng như là bo mạch giải mã chuyên nghiệp từ đồng trục quang học và máy tính. Con máy này với mức giá là 29 triệu một máy các bác nhá, cũng đầy đủ khiển zin, dây nguồn đầy đủ hết các bác nhá, 29 triệu một máy. Và các bác có thể nhìn thấy hàng cao cấp của Mazang này, tất cả má nhôm đều được uh, tất cả cái cạnh hông đều được ốp nhôm hết. Đều được ốp nhôm hết các bác nhìn đấy. 29 triệu một máy, cực đẹp luôn, chất âm của Mazang thì chúng ta không phải suy nghĩ gì. Rất là hay. Ở bên này thì ngày hôm nay đàn ông hơi nép vế một chút khi mà xuất hiện ở trong video chỉ có một đại diện duy nhất đó là chiếc 1650RE. Như đã chia sẻ với các bác đây chính là cái đối thủ trong cùng phân khúc với chiếc 11S1 mà em vừa giới thiệu với các bác. Con 1650RE này thì đang có mức giá siêu học là 24 triệu, còn bình thường giá thị trường nó khoảng 25 đến 26 triệu. Nó cũng là một con đĩa con đầu đĩa đọc uh, đĩa SACD, chơi USB, giải mã từ uh, các đường như là đồng trục quang học và máy tính. Tuy nhiên thì đàn ông sẽ có một cái chất âm hoàn toàn khác mà rằng Tất nhiên rồi, mỗi một thương hiệu sẽ có một chất âm riêng và cái đặc trưng của đàn ông sẽ là chip giải mã AL Advent um, Advent AL32 processing. Các anh nhìn chưa? Bên này thì nó hơi bị uh, bong sơn một chút, chứ không phải cần đâu các anh nhé, hơi bị bong sơn một chút. 24 triệu với khiển ZIN đầy đủ hết các bác nhé Phía dưới đây thì em đang có Hai chiếc máy của TX và một chiếc máy của Luxman Ở trên cùng đây là chiếc TX UD301X Chiếc này là một trong những chiếc mới được TX nâng cấp Cho cái dòng UD301 truyền thống Với cái chip giải mã đời cao hơn Và chiếc này thì được phúc giang PG, PGI nhập khẩu phân phối chính hãng tại Việt Nam và hiện tại thì Thanh Tâm Audio đang là đơn vị phân phối độc quyền cái sản phẩm này mức giá của máy là 10,9 triệu và trong video ngày hôm nay em sẽ siêu ọp cho các bác mức giá của con TX UD 301X này với mức giá là 9 triệu các bác nhá với cái khả năng giải mã DSD đến 5.6 mà cái tầm giá dưới 10 triệu chất âm nghe nhạc vàng chi tiết tuyệt vời nhất, ngọt ngào nhất. Không một con máy nào vượt qua được tích OD 301X, đó là cái trải nghiệm của thanh tâm các bác nhá. Con này thì hàng điện chính hãng điện 220V và hàng mới nguyên thùng bảo hành 1 năm, 9 triệu đang siêu hợp một mức giá cực tốt cho các bác trải nghiệm. Các bác các bác, um, chơi nhạc từ máy tính đồng trục hay là máy tính uh, hay là quang học ấy, tivi ạ. Các bác muốn có một cái con máy với chất âm hay, nhạc vàng, tê tái và cái Mức giá dưới 10 triệu thì các bác chơi em Tích UD 301X này rất là hợp lý. Ở phía dưới đây thì em đang có một chiếc Tích UD 503. Con này thì là con máy hàng chính hãng và điện 220V đang được siêu off với mức giá là 14 triệu các bác nhá, 14 triệu hàng siêu lướt 99%. Còn các bác nào lấy mà hàng mới nguyên thùng thì sẽ có mức giá là 16 triệu. Con này là hàng lướt cũng full box đầy đủ hết không thiếu gì cả 99% với mức giá là 14 triệu Còn bác nào kết hàng nguyên thùng bảo hành 1 năm với mức giá 16 triệu Bên em cũng đang có hàng sẵn hàng các bác nhé Điện 220V Còn phía dưới đây thì em đang có một chiếc Luxman DA200 con này thì là một trong những con cũng rất là đầu gấu của của Luxman và rất nhiều anh em quan tâm mức giá của nó đã được người dùng cũng như là anh em tham khảo và chơi nhiều vì thế cho nên nó được đưa lên cũng tương đối cao khi mà đưa từ Nhật về hiện tại thì đang có mức giá khoảng 22 triệu nhưng mà trong video này thì em sẽ để cho các bác với mức giá 21 triệu em Luxman DA200 này các bác nhé 21 triệu Luxman TX UD503 đã qua sử dụng 99% 14 triệu TX UD301X mới nguyên thùng bảo hành 1 năm mức giá 9 triệu mức giá tốt nhất ba em này thì sẽ không có kết nối của USB kết nối không dây chỉ chơi cho các bác từ quang học đồng trục và máy tính đó TV và đồng trục cũng như là máy tính sang các bác nhé ở đây thì sẽ có hai đại diện của DA 250 cũng cùng thương hiệu Lasman là bản nâng cấp của 200 với khả năng giải mã lên tới DSD và các bác có thể thấy đó là có, có thời điểm thanh tâm audio về tới khoảng 5-6 chiếc DA250 nhưng ngày hôm nay thì em đã giao hết rồi, chỉ còn hai chiếc đẹp xuất sắc nữa thôi. Và hai chiếc này khi được bán ra với mức giá là 34 triệu các bác nhá. 34 triệu thì d 200 sẽ có dây nguồn. Em xin lỗi các bác, d 250 sẽ có dây nguồn và điều khiển. Khác với d 200 thì d 250 sẽ có điều khiển các bác nhé Con này sẽ cũng sẽ không có USB cắm ngoài cũng như là kết nối không dây, chỉ chơi cho các bác từ đồng trục quang học và máy tính. Tuy nhiên chất âm của Laxman thì đã được khẳng định tại thị trường Việt Nam với âm play với CD. Con này cũng như hai con này cũng như con kia, đồ Laxman thì lắp ráp trong nước vì thế nên là made in Japan hết các bác nhá. Cái hay của con này nữa đó là nó sẽ có dây nguồn zin dập logo. Đó. Và mức giá của máy là 34 triệu một máy, hiện tại nó có hai máy. Hai máy sẵn các bác nhá. Trước thì lúc không có các bác hỏi rất nhiều nhưng đợt này có rất nhiều để các bác lựa chọn. Phía dưới đây thì dưới tầm giá 10 triệu thì cũng có thêm một cái đại diện nữa đó là thương hiệu Onkyo. Onkyo Dark 1000 thì đang có hai máy đẹp xuất sắc. Thực tế này em có bốn máy cơ, mà em đã bàn giao hai máy rồi. Ngày hôm nay kệ hơi trống một chút với hai máy nữa. Hai máy còn lại thì cũng rất là đẹp. Giải mã 32 bit cũng có đầy đủ các đường xuất âm về đồng trục, uhm, xuất âm về ba lần và RCA, ngõ vào tín hiệu của quang học đồng trục máy tính đầy đủ hết con Onkyo DAC 1000 này với mức giá là 8,5 triệu các bác nhá. 8,5 triệu một máy. Thực tế khi mà so sánh với UD 301 kia ấy, 301X kia ấy, thì chất âm của DAC 1000 em nghĩ rằng không không hay bằng. Tại vì uh, tích vẫn là một trong những cái thiết bị mà có cái chất âm nhạc vàng rất là hay. Và đặc biệt con UD 301X kia nó bé như thế thôi nhưng mà nó không thua kém gì Onkyo DAC 1000 với cái cổng ao đó là cả ba lần và xe đặc biệt em tích này còn có cả tính năng rè tiếng tăng giảm âm lượng và cái thứ hai nữa đó là nó lại hàng mới cái thứ ba nữa đó là mức giá cũng chỉ nhỉnh hơn con này 5 lít thôi các bạn nha tùy thôi các bác thích đáp 1.000 thì các bác chọn đáp 1.000 còn các bác thích tích thì các bác chọn tích bên là cái con nào em thì, thì em cũng có hàng đây với là hàng siêu phẩm mà em nghĩ rằng tại sao lại các bác lại chưa chốt thì em nghĩ rằng cái mức giá nó nó cao nhưng mà bên Nhật thì mức giá nó cũng không hề rẻ một chút nào à, một uh, combo DAC và Pre đến từ Sunvalley với tên mã là SV192 Pro Max 2 và SV192 AD. Đó. Cái con um, phía trên là con giải mã, con phía dưới là con Pre đèn. Con trên thì chạy hai bóng 12x7 với dòng Mula và con dưới thì cũng chạy tới 6 bóng dạng 12x7, 6 bóng phía trong. Em đã mở một hộp một con màu bạc để các bác cùng tham khảo rồi. Và cái hệ thống này nó sẽ phù hợp với các bác đang sử dụng những con power đèn ấy. Bác muốn can thiệp vào bát chép thì các bác sử dụng con Pre 192AD này. Con này màu đen thì sẽ có mức giá là 25 triệu các bác nhé. 25 triệu có sức nhẹ cấn, cấn, cạnh ở phía bên trên đây. 25 triệu còn con Pro Max 2 này ở Việt Nam bây giờ mới có đến con máy thứ tư và con máy thứ tư trong bốn con máy mà em đưa về Việt Nam và là con máy thứ hai trong hai con máy full box duy nhất đẹp xuất sắc, có một chú khách ở Hải Dương đang sở hữu và chiếc còn lại đang trong khung hình video các bác đây. Mức giá của con 192 Pro Max 2 này là 52 triệu. Và cái điểm hay của Sanvale khi mà sản xuất ra những thiết bị DAC chạy bóng đó là họ cho phép chúng ta có thể can thiệp tùy chỉnh vào cái chất âm bên trong của máy để sao cho các bác phù hợp cái cấu hình và nhu cầu nghe nhất. Tuy nhiên để chơi được nên cái ngưỡng như này thì bắt buộc các bác cũng phải là những người chơi chuyên nghiệp Những người am hiểu về cái hệ thống âm đèn chạy bóng cũng như là hệ thống um, thiết bị điện tử mà xuất âm bóng Thì các bác sẽ khai thác con máy này cực hay luôn, không có gì điểm gì để chê cả Bản chất của con 192 Pro Max 2 hợp tác với M2 tích này này là cái sản phẩm dành cho những cái phòng thu studio bên Nhật chuyên sản xuất ra uh, những cái địa than cao cấp đó 52 triệu và 25 triệu một combo các bác nhá phía dưới đây thì em đang còn hai con máy Sony HZ1 nữa HZ1 ES có thời điểm em lên tới 5-6 máy nhưng ngày hôm nay chỉ còn hai máy đẹp cuối cùng thôi bạn nào quan tâm tới dòng Sony Hi-Res này thì cũng có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm về cơ bản thì cái tiêu chuẩn Hi-Res Audio chính là do anh này đẻ ra với cái tiêu chuẩn gây các cái tiêu chuẩn gọi là cao cấp của họ trên tất cả các thiết bị về âm thanh, về điện thoại, về máy nghe nhạc hay là về những thiết bị mà công nghệ số. Vì thế cho nên con máy này thì sẽ đọc được tất cả các định dạng nhạc kể cả những cái file khó như là DSD 11.2. Cái ưu điểm của nó là ổ cứng tích hợp trong máy kết nối wi fi chỉ cần dùng điện thoại gọi nhạc là sẽ mở hát luôn. Xuất âm 3 lần RCA chuyên nghiệp Nhược điểm không có ngõ vào tín hiệu khác như là quang học, đồng trục và máy tính. Có nghĩa là khi các bác mua con máy Sony HZ1 này về, thì các bác chỉ khai thác được cái nguồn nhạc ở bên trong của máy. Còn các bác muốn chơi từ TV, máy tính, đồng trục sẽ không có kết nối đó và các bác phải đi chọn những cái model còn lại mà em đã vừa giới thiệu. Mức giá của máy là 34 triệu. Bác nào quan tâm tới một trong hai đầu máy HZ1S này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Việt em. Đây là tất cả những cái dòng máy DC đang có mặt tại à, Long Biên với cái hình thức siêu đẹp, siêu nét. Tất cả các máy thì em đã có báo giá cho các bác cũng như là tính năng cơ bản. Bất kỳ một model nào ở đây làm à, các bác yêu thích thì các bác có thể liên hệ tới số hotline em để bên dưới video này để bên em gửi cho các bác thêm hình ảnh về cái bộ sản phẩm đó cũng như clip test riêng góc cạnh hình thức Chất âm của từng cái thiết bị ở trong đây. Video đã đến thời lượng 30 phút. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.